Đây là cái em để xây người đang em theo video bìa thứ mấy tia đấy hai bìa lớn này cứ đặt một hai pad món bây giờ nó cái bạn khơi nhở này cứ Asus đúa một hai pad vi ram màu viết chi đi đeo sạch cùng với chi oc còn happy hay ở motherboard cứ dương phở msi sạch bây giờ chất sli plus motherboard này bị phụ ấy để xa dương phở cpu core i7 8800K CPU này cứ vì overclock bán chẳng dương thời ca motherboard bộ phép đã ai overclock bán hay là nhóm chơi rồi do motherboard mùi này để xa tí mùi cứ vì ai overclock bán có 3 viết rất tí bí vì mình power frame lõ xa mẹp chui ca phía cặp thôi cầm đáy để xa CPU bộ khế cứ việc phát đáy hay là vì SLI bán ở đây dương cho mà CPU cooler và dòng khăn đấy để xa dương phò của series K chúng dùng thẻ ca phở liquid nếu dùng phở liquid ở bộ còn happy cooler master âm ở pi ở size all hay power supply có tầm khan đấy anh ấy cứ dùng phở bộ seasonic focus gold 80 plus power 50W anh ấy hay ram cứ dùng phở g skier trident fan rgb không nên mà bom đấy cứ miên pi đam bằng bảy chi pi đam hay bờ phía mà phay bằng mũi hốc bằng mũi sau đấy cứ dùng phở HyperX SSD Fury RGB anh ấy miên lớn RGB pi rồi sai sấp chỉ hay anh ấy SSD này cứ lớn brand HyperX hay HD cứ dùng phở HD mũi tiếp cứ pi té WD xem đẹp tục ai giá hay phần tôm tiếp cứ cast cứ dùng phở của Igo F đọc anh đi miền phải lưu cho nó cả đá pí hay cast nick cứ thống để lấy ấy nghe xuống trong ca hiện xa phải lưu ok ở lấy dương chập đam vừa ca bị PC này cả mặt nha đọc chúng mang khinh thái thói vì miền bịa thà SLI miền đây thà motherboard này cứ dương ai phở CPU dương ai phở VGA card bàn pỉ nè SLI thì mẹ dương optimize hay anh ấy cứ chỉ function bằng viên mùi mùi nắng dương ai mưa nó không nắng bán chạy tông cho mùi motherboard nắng vậy tới motherboard này nhóm review cứ vì performance bằng viết cứ là ó hay tài lại viết bộ sập hay viết khom tại lại viết từ khổng bí rồi từ tại lại ní trong tay mọi chiên em ok lấy dương ở chắp đám thôi các đã sử dụng cho mọi thế lấy dương đọt chơi nhỏ máu nếp nông bọt nắng nếp nông bọt nắng từ vì miền xài cho đá hay là ní SLI xem nhạc thơ ca thơ SLI á là bọt ní hay thế ao hay đàn đi châu vĩnh đôi dương ban khơi chỉ phải xét cứ lại nè này cứ PCI E khơi bị đôi khăn gì ấy anh đi E1 anh đi E4 PCI E hay anh ấy ca ra chân áo bao viết cứ xa mình tên anh ấy cứ hit sing anh ấy hit sing đấy hay anh ấy power fresh xem nhập tu nịt ti bao viết tông cho mùi là cho rồi là khi xử lý hay là còn đáy hay hay anh ấy có hit sing đấy ok là dương chập đang thực cả đạn CPU dương bạc bật đèn đi chân má hay dương thực cả đạn
CPU đây nhóm ban ở bên chế cứ Core i7 đây nhóm ban chế giống CPU này cứ Core i7 8300K cứ series K ta lại dùng chấp đam đã cả đã cứ dùng phò chống cay này cho mùi năng lại này chẳng dùng đã cho máu hay và tạo máy dùng bật thực tiền đi hay và tạo mặt tiết nhóm thôi cả đã RAM này cứ chỉ RAM chi skill bởi vì mà phay vào mùi học vào mùi thế hay mà đá một bảy chiếc nó vào ấp cứ bị miền tì đàm chẳng ở đi cứ cả đã nè chỉ kia tì đàm chẳng ở dân thưa cả đã đây là motherboard cả đã cứ dân đã trở lọt nía để xa dân phở lên tập tì đàm chẳng cứ dân đã xoa tì pí hay xoa tì buồn ở đây dân thưa cả đã rèm nếu cứ chỉ rèm mà đàm tiết cứ dừng đặt slot tiếp buồn ok original xài power thì chuyển power supply là xài cái cái việc đặt ao vậy này không còn cái cái xài tiền tầm bạc mới thì to chính rồi cứ chỉ power supply seasonic focus 80 plus go 750 nè xài vì oi máu thì nơi nơi xin mỏi đặt tắt anh xài có được xài cái này đi gặp xài vì đá nơi xin mỏi thế rồi anh ấy dùng đọc xe anh ấy bị mấy bạch chạy dưới này xa power supply này cứ màu dũa chẳng xa cứ dùng ạc đọc mà xa lãnh anh ấy mấy CPU nguyên thi xe ý power chẳng nhận đọc là đến mối anh ấy CPU bằng 7 pin tọa mặt tiết này anh ấy xài power xem PCIe cứ xem data vi dễ phòng bài pin chúng ta lại đi đá hay anh ấy mặc hai bốn pin xem board nếu mà được có thì dùng đào lại nên muối khi ở nơi xa xàm đẹp xa tá xa power xa tá chẳng dùng đào lại nó cứ tuộn nắng cái nơi không khổ để bị đặt peripheral IDE sai tá cho người mô lệch ấy nâng cái dựng đọt này mất cũng dựng đọt lại nè để dựng sâu lánh hay là nếch cực sai mô lệch power sẽ nghiệp còn hào sẽ nghiệp ấy cho người dựng đọt chết chết nghĩa có bán rồi có click nghĩa có bán sẽ chết mấy dựng đọt
nên là nếu dương đo tâm năng sánh thì chẳng khoát hạt ấy dương đo tam khỏi của dương chẳng đo thẻ.